Vang Vọng xin kính chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã luôn luôn tin tưởng và lựa chọn những sản phẩm tốt nhất tại đồng hồ Vang Vọng. Kính chúc các bác sức khỏe và khuyên các bác nên lựa chọn những chiếc đồng hồ đã qua kiểm tra, bảo dưỡng lâu dầu, tránh mua phải hàng chất lượng kém. Và trong video hôm nay em xin được gửi tới các bác 4 mẫu đồng hồ đến từ 4 thương hiệu nổi tiếng khác nhau của đất nước Pháp. Và đây đều là những chiếc đồng hồ chất lượng tốt nhất, nguyên bản để các bác sở hữu. Và em sẽ đi giới thiệu từng chiếc một, sau đó em sẽ thử chuông và sẽ báo cái giá chuẩn để giao lưu cùng với các bác. Trong video này, chiếc đầu tiên sẽ là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu đồng hồ cổ Jura. Đây là một chiếc Jura, em gọi là một chiếc Jura thiết kế thùng bè vân nu các bác ạ. Chúng ta sẽ có họa tiết hai chùm nho này, được thiết kế đối xứng hai bên, thùng gỗ vân nu các bác nhé. Và chiếc này sẽ có cái mã số là 3160. Chính giữa chúng ta sẽ có một cái phần mặt số ba giác nằm này. Ngoài ra bên dưới chúng ta còn sở hữu một cái phần kính tráng gương họa tiết hình quả chuông đôi cánh thiên thần, một mẫu thiết kế rất là đẹp của thương hiệu Jura. Và có thể nói về thiết kế ngoại hình bên ngoài của chiếc Jura này, nó còn đẹp trên 92%, rất là đẹp đúng không các bác. Một cái mẫu thiết kế thùng bè vân nu. Bây giờ sẽ mời các bác cùng em đi vào bên trong nhé. Đây là bên trong của chiếc đồng hồ Jura đây các bác này, một chiếc Jura nguyên bản toàn bộ để các bác sưu tầm và sở hữu. Nhận xét về cái phần mặt số thì em nhận xét đây là một cái phần mặt số nó còn đẹp trên 95%. Bộ kim đặc trưng của thương hiệu Jura này, ba lỗ vành khuyên cót của chiếc đồng hồ này còn các bác nhé. Và các bác có thể thấy là rất là ít cái vết bẩn trong quá trình mà người ta nên cót đúng không ạ. Người ta cũng rất là tỉ mỉ trong cái việc nên cót sử dụng đồng hồ. Còn giữ lại được một chút cái giấy tờ hướng dẫn các bác nhé. Đây là giấy tờ hướng dẫn của chiếc đồng hồ này các bác này, được viết trên nền giấy dầu các bác nhé. Những con ốc chống tường hai bên đầy đủ các bác nhé. Một phần quả nắp rất là đẹp đây, gần như là không có cái vết móp nào ở trên cái phần quả nắp. Và chiếc Jura này sẽ chơi trên cái bộ gông đồng các bác ạ. 8 thanh gông đồng. Các bác có thể thấy là gông đồng chúng ta sẽ có màu vàng đúng không ạ? Còn gông thép thì sẽ có cái màu xanh đen. 8 đầu vua da và một cái thanh bắt chống máy ở bên trong đây các bác này. Một bộ máy vách đồng đã được lau dầu, căn chỉnh, chạy chuẩn xác để các bác sở hữu. Và đặc biệt vẫn là một cái bộ máy nguyên bản các bác nhé. Các bác yên tâm sử dụng. Em thử qua cái tiếng chuông trên cái bộ gông đồng của chiếc đồng hồ Jura này để các bác cùng em được thưởng âm. Vừa rồi là âm thanh của một chiếc đồng hồ Jura gông đồng các bác nhé. Đối với phần âm thanh gông đồng thì lúc nào cũng cho các bác cái độ vang cực kỳ là lớn các bác ạ. Vì đối với gông đồng độ vang rất là cao và cái độ trầm cũng rất là cao. Đúng ạ. Và đấy là âm thanh của chiếc đồng hồ Jura. Đây em sẽ mời các bác cùng em nhìn lại tổng thể một lần nữa nhé. Một cái bộ máy vách đồng vàng đẹp nguyên bản này, bộ gông đồng này, một thiết kế thùng bè. Em xin được giao lưu chiếc Jura này với cái mức giá là 15,8 triệu cho một chiếc đồng hồ thùng bè. Bây giờ em xin phép được chuyển qua một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu đồng hồ cổ Giroud các bác nhé. Đây cũng là một chiếc Giroud thiết kế thùng bè vân nu. Và em gọi đây là thiết kế thùng 4 bông các bác nhé. Em sẽ có 4 bông nho này các bác này. 2 bông nho kích thước lớn đối xứng hai bên cánh thùng. Bên dưới sẽ có hai cái bông nho nhỏ được thiết kế đối xứng hai bên này các bác này. 4 góc cạnh các bác nhé. Thùng vân nu này các bác này, rất là đẹp luôn này. Từng cái sớ vân nu được thiết kế một cách rất là ăn khớp với nhau. Chính giữa được thiết kế đối xứng đây các bác này. Đây các bác này, rất là đẹp luôn. Chiếc này sẽ có cái mã số là 3511. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ sở hữu một cái phần mặt số ba giác nằm các bác nhé. Nếu mà nhận xét về thiết kế bên ngoài của chiếc đồng hồ Giroud này thì em nhận xét đây là một chiếc Giroud nó còn đẹp về cái thiết kế bên ngoài các bác nhé. Nên tới trên 96% các bác ạ. Gần như là các bác sẽ không thấy được cái vết xước sắc nào trên cái phần mặt thùng của chiếc đồng hồ Giroud này. Còn bây giờ em sẽ đi vào bên trong nhé. Các bác có thấy này, cái phần cánh cực kỳ là dày dặn đúng không các bác? Rất là chắc chắn và cái phần vân nu nó bắt sáng nổi vân tự nhiên rất là đẹp luôn. Chiếc Giroud này thì nó lại sở hữu một cái phần mặt số cực kỳ là đẹp các bác ạ. Có thể nói đây là cái phần mặt số nó gần như là chưa có một cái vết xước xác hay là vết thời gian nào trên cái phần mặt số này. Nếu mà nhận xét về cái nét đẹp thì anh nhận xét đây là một chiếc Giroud nó sở hữu cái phần mặt số đẹp lên trên tới trên 98-99%. Tên logo đây các bác nhá. Và những cái thông số đi kèm đầy đủ hết các bác ạ. Các bác có thể nhìn này, nền số này, số đen này, bộ kim mặt ngỗng thiên văn rất là đẹp luôn.
ba lỗ vành khuyên cót, gần như là không thấy cái vết xước xác hay vết bẩn nào, đúng không các bác? Và bên dưới chúng ta sẽ có một cái phần quả lắc cũng thế này, rất là đẹp, không có cái vết móp nào trên cái phần quả lắc này. Tay cót zin của thương hiệu Erod đây các bác nhé. Đấy. Về cái thiết kế, về độ đẹp thì nhận xét chiếc cái đốt này nó đẹp tổng thể trên 95%, gần như là hàng lưu kho chưa qua sử dụng các bác ạ. Ốp có một cái tấm ốp bảo vệ máy đi các bác nhé. Đấy, rất là chắc chắn này, khi các bác lên cót nó không ngửa vào trong. Và chiếc Erod này sẽ được gọi là một chiếc Erod máy 8, chơi lên cái bản nhạc Westminster truyền thống, cũng là một chiếc công đồng các bác nhé. Để em thử luôn cái tiếng công đồng trên chiếc đồng hồ Erod này để các bác được cảm nhận. Này, một chiếc công đồng nữa cho các bác cái âm thanh rất là ngân nga luôn. Phải nói là công đồng cực kỳ là ngân nga các bác nha. Và độ ấm cực kỳ là cao. Gông đây các bác này, bộ gông rất là dài các bác này. Công đồng đây các bác này, bên trong này, rất là dài luôn nhá. Rồi, em xin được quay tổng thể một lần nữa thiết kế bên ngoài của chiếc đồng hồ Erod nhá. Và chiếc Erod này em xin phép được giao lưu cùng với các bác với mức giá đó là 10,5 triệu cho một chiếc Erod chất lượng nguyên bản. Tiếp tục chuyển qua một thương hiệu tiếp theo. Và sẽ là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu đồng hồ cổ Odo các bác nhá. Một chiếc Odo 578, máy ba vách hoa dâu, máy vát vồ vuông theo đúng như cái tên gọi mà các bác hay tìm hiểu cũng như gọi tên cho chiếc đồng hồ này. Thiết kế em hay gọi em một thiết kế thùng sồi sang cổ được chạm chùm đào trực tiếp trên đỉnh cánh thùng các bác nhé. Đây các bác này, trên đỉnh thùng chúng ta sẽ có hai chùm quả đào được thiết kế đối xứng. Ở dưới thì chúng ta sẽ có hai bông đào được thiết kế đối xứng hai bên để đâm lên nổi bật cho một cái phần mặt số nổi ở bên trong các bác nhé. Chiếc này sẽ có cái mã số là 3338, em xin lỗi. Ngoài ra bên dưới chúng ta sẽ có một cái phần kính họa tiết hoa văn vàng và một quả lắc bát quái vàng đang hoạt động ở bên trong. Nếu mà nhận xét về thiết kế bên ngoài của chiếc đồng hồ Odo 57 này thì em nhận xét đây là một chiếc 57 nó đẹp tuyệt vời luôn. Các bác gần như sẽ không thấy được cái vết xước xác trên cái chiếc đồng hồ này đâu ạ. Nhận xét về ngoại hình thì em nhận xét đây là một chiếc 57 nó còn đẹp trên 97% các bác nhá. Và tất nhiên rồi, đã là vân gỗ sồi thì sẽ cho các bác cái đường vân của gỗ tự nhiên và chắc chắn các bác sẽ nhìn thấy nó hơi cổ một chút đúng không ạ? Nhưng về chất lượng thì cực kỳ là đảm bảo các bác nhé. Và gần như là nó còn dạng như kiểu là hàng lưu kho chưa qua sử dụng các bác ạ. Đây, em soi một chút để các bác có thể nhìn nhé. Rất là đẹp luôn này. Vân sồi vẫn còn nguyên độ bóng đấy các bác nhé. Bây giờ em sẽ mời các bác cùng em đi ở bên trong. Và đây là bên trong của một chiếc đồng hồ Odo 57 nguyên bản các bác ạ. Điểm nhấn của chúng ta vẫn là một cái bộ mặt số nổi các bác nhé. Các bác hay gọi đây là một cái phần là mặt số quay chảo, em hay gọi đây là một cái phần mặt số cười và được người ở châu Âu, nhất là người Pháp, người ta ưa chuộng cực kỳ luôn. Vì khi nhìn vào phần mặt số, lúc nào cũng thấy vui tươi các bác ạ. Đây là cái chữ tên logo thương hiệu Odo này, bộ kim này và bộ số nổi trên nền vàng, rất là nổi bật các bác ạ. Số đỏ trên nền vàng thì luật cực kỳ là nổi bật rồi đấy. Một quả nắp bát quái đang hoạt động ở bên dưới đây các bác nhé. Và chiếc này sẽ chơi trên cái bộ gông có cái triện, có dòng chữ triện là 121 các bác nhé, đặc trưng. Máy vát vồ vuông, bộ máy ba vách hoa dâu này các bác này, bên trong này các bác này. Đây là cái bộ máy em nhận xét nó còn đẹp trên 97-98% vì em đã lau dầu rồi và nhận xét một bộ máy nguyên bản rất là đẹp luôn. Các phụ kiện như những cái đầu dây khóa hai bên còn này, thanh bát chống máy trước này cũng còn nguyên các bác nhá. Đấy, vồ vuông này các bác này, chơi sẽ chơi trên cái bộ gông có cả thép có cả đồng. Bây giờ em sẽ được thử qua cái tiếng chuông ở chiếc 57 để các bác cùng em được thưởng thức âm thanh chiếc 57 chơi lên nhá. Thank you.
đúng là thương hiệu đồ khác đúng các bác, đặc biệt là đời 57 nữa. Thì em nhận xét thì đời 57 là một đời nó cho các bác cái tiếng chuông cực kỳ là chắc tiếng luôn, độ ngân nga thì không thể thiếu được rồi, quá là hay, quá tuyệt vời. Và em xin phép được giao lưu chiếc Odo 57 mặt số nổi, máy đẹp như đây các bác đang nhìn đây, thì em xin được phép được giao lưu với cái giá là 20,5 triệu. Và trong video cuối cùng hôm nay em xin được gửi tới các bác đó là một chiếc đồng hồ EFL, một mẫu thiết kế thùng vân nu các bác nhá, thùng vân nu kính dưới các bác này, có một cái phần kính dưới trắng gương kết hợp với quả lắc trắng đang hoạt động ở bên trong đây các bác này, rất là đẹp nha. Kính nó còn nguyên màu gương các bác nhá, gần như là cái phần gương của chiếc đồng hồ này nó chưa bị xuống màu các bác ạ. Còn đây là cái phần mặt số chiếc đồng hồ các bác nhá, cũng rất là đẹp luôn, được thiết kế bởi một cái phần mặt kính cong mo để tạo độ sâu cho cái phần mặt số ở bên trong các bác ạ. Còn đây là thiết kế thùng vân nu của chiếc đồng hồ EFL các bác nhá, chiếc này sẽ có cái mã số là 2632 đấy, các bác nhớ mã số giúp em nhá, rất là đẹp luôn. Một chiếc tay cầm bằng kim loại này các bác này, em sẽ đi thẳng vào bên trong luôn xem mà cái phần mặt số nó đẹp như thế nào. Đây các bác này, một cái bộ kim, một cái phần mặt số ăn khớp với nhau và rất là đẹp. Nếu mà nhận xét về cái nét đẹp bên ngoài về cái phần mặt số thì em nhận xét đây là một cái phần mặt số nó còn đẹp trên 96%, các bác có thể nhìn và cảm nhận giúp em nhé. Đôi khi mình chơi đồng hồ cổ thì cái phần mặt số cũng cực kỳ là quan trọng, vì khi các bác nghe chuông từ xa thì không nói rồi, nhưng mà khi các bác nhìn một chiếc đồng hồ thì sẽ nhìn qua vỏ thùng, và đặc biệt là nhìn thời gian sẽ phải nhìn cái phần mặt số đúng không ạ. Đấy, cái mặt số sẽ đánh giá đầu tiên. Bộ công đồng các bác nhá, chiếc này cũng chơi trên công đồng đấy các bác này, rất là dài luôn nhá. Đấy, các phụ kiện như tay cót zin còn đầy đủ đây các bác này, đặc trưng của thương hiệu EFL. Hai ốc chống hai bên còn nguyên, quả nắc màu trắng này cũng chưa có vết móp luôn các bác ạ. Trong củ gông thì chúng ta sẽ có cái triện chữ EFL đặc trưng của thương hiệu EFL đúng không ạ, lúc nào củ gông cũng có triện các bác nhá. Bộ máy vách đồng thì đây là một cái bộ máy nguyên bản rồi các bác ạ, chạy rất là bền bỉ và chuẩn xác luôn. Để em thử qua cái tiếng chuông cho các bác nghe luôn nhá. Vừa rồi là bản quét bên tôn đầy đủ này, 1 giờ 1 tiếng. Chắc chắn rồi, những chiếc EFL sẽ có cái âm thanh nó nhanh hơn một chút, nhưng về cái độ ngân nga của bộ công đồng trên chiếc EFL lúc nào cũng đầy đủ các bác nhá, rất là tuyệt vời luôn. Đấy là những cái bác nào thích chơi bộ công đồng thì đây là một chiếc hợp lý để các bác sở hữu. Và em xin phép được giao lưu chiếc EFL này với một giá rất là tốt luôn, nguyên bản chất lượng nhưng giá lại tốt, thì chắc chắn là các bác phải nghiên cứu ngay hoặc là các bác phải sở hữu ngay. Em xin phép được giao lưu chiếc này là 9 triệu các bác nhá. Đấy, hôm nay em đã giới thiệu cho các bác 4 mẫu đồng hồ rồi. Bác nào muốn sở hữu một trong 4 chiếc đồng hồ này thì mời các bác đọc cái mã số hoặc là đọc tên thương hiệu giúp em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.